Chào mọi người, mình tên là Jenny. Đây là trải nghiệm đầu tiên mà mình được đón Tết ở Bắc Âu. Có một điều mà mình cực kỳ ngạc nhiên đó là người dân ở đây có quyền sử dụng pháo hoa, tức là họ có thể mua pháo hoa từ siêu thị nào về nhà họ bắn. Và mình thấy người ta bắn trải dài lắm, từ lúc 6 giờ tối cho tới 12 giờ và thậm chí 2 giờ sáng người ta vẫn bắn. Và đây là những cái pháo hoa mà mình vô tình mình đi trên đường mình nhìn thấy được. Tức là người ta bắn rất là nhiều và không có cố định là một thời gian cụ thể. Đây là những cái loại pháo hoa có ở trong siêu thị. Mình đi ngang qua một nhóm người đang chuẩn bị bắn pháo hoa, nhưng mà có thể là do thời tiết tất trời mưa cho nên là pháo hoa nó không có hoạt động được. Ở La Parenta được 4 tháng rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên là mình thấy nhiều người như vậy á. Pháo hoa của La Parenta sẽ chia ra làm hai đợt, là đợt 8 giờ và đợt 12 giờ. Thì trong khoảng thời gian đó, các bạn có thể chơi nhạc DJ nè, nhún nhảy và thậm chí là thưởng thức rượu hoặc là bia. Linh Mục đang phát biểu để chúc mừng năm mới. Và bây giờ là màn pháo hoa lúc 8 giờ. Từ lúc chập tối cho đến lúc 12 giờ là hầu như từng giây từng phút mình đều nghe tiếng pháo hoa nổ. Bây giờ tụi mình đang chill theo nhạc của anh DJ và tiếp tục đợi tới 12 giờ đêm để xem là cái trải nghiệm lần đầu tiên đón Tết cùng với người Phần Lan sẽ như thế nào nhé. Chúng mình cùng quậy thôi nào. Thì mình nhớ có một chú Phần Lan á, chú quay qua mình, chú nhìn với mình nhảy như vậy nè. Cái chú cũng nhảy điệu cha cha cha, cái chú nhìn mình chú cười á, dễ thương lắm. Cơ là mẹ, gạc xịt, đếp xịt, đó là Happy New Year.